Xin chào anh em đến xe TV. Bangkok, ngày 28 tháng 6 năm 2021, Gazette World Motors chính thức ra mắt mẫu SUV Hybrid hoàn toàn mới Hava H6 tại Thái Lan với khái niệm đã đến lúc thay đổi để cạnh tranh với Mazda CX-5 hay Honda CR-V. Giá Hava H6 Hybrid phiên bản Pro là 1.149.000 baht tương đương 825 triệu đồng Việt Nam và mẫu Ultra là 1.249.000 baht tương đương 896 triệu đồng Việt Nam sẽ là mức giá một giá ở mọi kênh bán hàng. Hava H6 sẵn sàng mang đến trải nghiệm lái xe thông minh cho khách hàng thông qua ứng dụng GVKM, bao gồm đầy đủ dịch vụ sau bán hàng theo nguyên tắc 4C, khả năng kết nối thuận tiện và chi phí sở hữu. Tự tin rằng lô xe đầu tiên có thể được giao trong tháng 7. Gazette World Motors ra mắt mẫu SUV hoàn toàn mới Hava H6 Hybrid với thông báo chính thức về giá xe tại Thái Lan với sự tham gia của ông Elliot Zhang, chủ tịch, ông Steven Guang, phó chủ tịch Gazette World Motors khu vực ASEAN và Thái Lan và ông Narong Sitarajan, sẵn sàng củng cố chiến lược và nguyên tắc kinh doanh ở Thái Lan trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực xe điện, xEV leader và mang đến trải nghiệm mới trong việc lái xe thông minh cũng như cho thấy sự sẵn sàng của các dịch vụ bán hàng và sau bán hàng theo hình thức Ohio, trực tuyến đến ngoại tuyến hoàn chỉnh thông qua ứng dụng GVKM theo chiến lược trải nghiệm người dùng mới cho người tiêu dùng Thái Lan. Ông Elliot Zhang, chủ tịch Gazette World Motors ASEAN và Thái Lan, cho biết thế giới luôn thay đổi theo nhiều chiều, đặc biệt là trong năm qua. Thế giới đã trải qua đại dịch COVID-19, một bình thường mới và những điều chỉnh ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong ngành công nghiệp ô tô có trọng tâm là điện, trí tuệ và tính phổ thông. Chúng tôi tập trung vào việc trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xe điện, xEV leader để nâng cao ngành công nghiệp ô tô Thái Lan và phù hợp với định hướng chính sách của đất nước. Gazette World Motors đã không ngừng tiếp tục nghiên cứu và phát triển cả thiết kế sản phẩm, phát minh ra cải tiến và công nghệ để sản xuất ô tô hiện đại, bao gồm cả việc thiết kế trải nghiệm lái xe, dịch vụ cả trước và sau khi bán hàng để mang đến trải nghiệm tốt nhất theo các khái niệm thương hiệu năng lượng mới, trí tuệ mới và trải nghiệm mới thông qua nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến được tích hợp thông minh để tạo và phát triển một hệ thống kết nối thông minh không có giới hạn giữa con người, ô tô, nền tảng. Phong cách sống là một cách để tạo ra trải nghiệm mới trong mọi không gian mà chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng tất cả người tiêu dùng Thái Lan đã sẵn sàng bắt đầu với chúng tôi và cùng nhau hướng tới sự thay đổi này. Hava H6 là mẫu SUV phổ biến nhất tại Trung Quốc, với doanh số hơn 3 triệu 500.000 chiếc trên toàn thế giới cùng với thiết kế bên ngoài đặc biệt, với lưới tản nhiệt phía trước độc đáo, hoa văn hình học cổ điển, thiết kế 3D và đèn pha LED thông minh giúp tăng sự tự tin và an toàn khi lái xe vào ban đêm. Cùng với giải đèn hậu LED trải dài từ trái sang phải là một bản sắc riêng và la răng hợp kim, thiết kế thể thao lớn hơn 19 inch cho thiết kế nội thất nó được trang trí theo phong cách tối giản, đơn giản nhưng trang nhã. Hai tông màu được sử dụng và có 3 màn hình có thể kết nối với nhau, bao gồm màn hình cảm ứng thông minh 12 inch, màn hình hiển thị đa thông tin 10 inch và màn hình hiển thị head up 9 inch trên kính trước và đi kèm với bộ thiết bị điện thiết kế hiện đại có đế sạc điện thoại không dây để thuận tiện hơn. Về tiện ích, Hava H6 Hybrid SUV sở hữu cabin rộng rãi và thoải mái. Đây là chiếc SUV lớn nhất trong phân khúc và cũng có thể tăng độ thoáng trong cabin bằng cách mở cửa sổ trời lớn toàn cảnh mà không cần lo lắng với hệ thống lọc không khí CN95 với Johnny Ze, có thể giảm lượng bụi PM2.5 xuống khoảng 27 kg trên mét khối và giảm mùi hôi để giữ cho cabin luôn trong lành. Hava H6 Hybrid SUV được trang bị động cơ 1.5 turbo lít, được coi là một trong những động cơ tốt nhất trong phân khúc của Gazette World Motors với variable turbo VGT hoạt động với một động cơ điện. Công suất cực đại 243 mã lực mô, men xoắn cực đại 530 nm, đi kèm hệ thống truyền động DHT, dedicated hybrid transmission, tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và ít ảnh hưởng nhất đến môi trường với mức tiêu thụ nhiên liệu là 19,2 km một lít dựa trên hệ thống biển báo thông tin xe tiêu chuẩn quốc tế, Eco Sticker và có thể hỗ trợ tới 4 chế độ lái. Dù là chế độ tiêu chuẩn, chế độ thể thao, chế độ tiết kiệm, chế độ đường trơn trượt, Hava H6 Hybrid SUV được xây dựng trên nền tảng GVKM Lemon, nền tảng hiệu suất cao và mới nhất của Gazette World Motors, hỗ trợ nhiều loại thiết kế xe và động cơ đi kèm với độ bền và sức mạnh hơn và nổi bật hơn các mẫu khác cùng đẳng cấp với công nghệ thông minh đi kèm với chiếc xe này. Dù là nâng cấp firmware thông qua hệ thống trực tuyến hay FOTA mà không cần phải mang xe đến trung tâm bảo hành, các lệnh thoại tương tác hoặc thông minh thông qua hệ thống AI hoặc thậm chí điều khiển và ra lệnh thông qua ứng dụng GVKM kết nối với điện thoại thông minh để điều khiển các hệ điều hành khác nhau của ô tô từ xa, chẳng hạn như kiểm tra tình trạng của ô tô cho dù đó là cửa ra vào, cửa sổ, mức nhiên liệu, áp suất và nhiệt độ lốp và cũng có thể tìm thấy vị trí của chiếc xe. Nó cũng có thể ra lệnh khóa cửa mở và đóng cửa sau đóng cửa sổ trời toàn cảnh, kể cả việc ra lệnh bật hệ thống điều hòa trên xe trước khi chúng tôi lên xe. Ngoài ra còn có nhiều hệ thống hỗ trợ lái xe và hệ thống an toàn thông minh trên chiếc xe này. Autonomous Level có 2 radar ở cản sau, 12 cảm biến siêu âm và tổng cộng 5 camera. Nổi bật với hệ thống hỗ trợ lái xe First in Class,
GZ World Motor thiết lập một tiêu chuẩn mới với 9 hệ thống hỗ trợ lái xe trong mẫu SUV Hybrid Hava H6 hoàn toàn mới, lần đầu tiên có mặt trong phân khúc của nó. Hệ thống kiểm soát tốc độ tự động hoặc kiểm soát hành trình thích ứng có thể dừng và khởi động mới, dừng và đi trở lại tốc độ đã thiết lập trước đó. Đi kèm với đó là hệ thống và cua thông minh Conable Z Control, hệ thống tự động giảm tốc độ xe khi vào cua để đảm bảo an toàn và khi đi qua khúc quanh xe sẽ trở lại tốc độ ban đầu. Kiểm soát hành trình ở tốc độ thấp thích hợp sử dụng trong thành phố trong thời gian giao thông ùn tắc rất nghiêm trọng. Ba loại hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động có thể đỗ ngang, đỗ bao bọc và đỗ xiên. Xe sẽ tự đỗ với các nút điều khiển lái, phanh và chân ga. Hệ thống đảo chiều tự động xe sẽ có khả năng ghi nhớ các tuyến đường đang lái với tốc độ lên đến 30 km/h, lên đến 50m và có thể tự động lùi dọc tuyến đường một cách thuận lợi. Phanh khẩn cấp tự động trên đường thẳng và đường ngang tăng độ an toàn với trường nhìn rộng hơn 180 độ trên đường thẳng và giao lộ. Với sự hoạt động của các cảm biến siêu âm và camera xung quanh xe, hệ thống sẽ tự động hỗ trợ phanh khẩn cấp ở tốc độ thấp, cải thiện độ an toàn khi phanh gấp ở tốc độ thấp. Hệ thống giúp cảnh báo khi xe đang ở điểm mù khi lùi xe, giúp cảnh báo và phanh gấp khi có xe ở điểm mù khi lùi ra khỏi hẻm hoặc khi đỗ xe. Hệ thống này giúp tránh các phương tiện lớn đến gần từ bên hông, giúp tránh tiếp cận các phương tiện lớn từ bên cạnh để tránh tai nạn. Hệ thống giúp làm chậm mức độ nghiêm trọng của vụ va chạm thứ hai. Theo đó, xe sẽ cố gắng duy trì sự ổn định để tránh tai nạn lặp lại. Ngoài ra, còn có nhiều hệ thống an toàn tiên tiến khác như hỗ trợ giữ làn đường. Hệ thống cảnh báo khi xe rời làn, hệ thống giúp giữ khoảng cách giữa làn đường. Hệ thống giúp giữ xe ở làn đường trong trường hợp khẩn cấp. Hệ thống cảnh báo đường mù, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước và phía sau bao gồm một camera quan sát xung quanh 360 độ có độ phân giải cao. Những hệ thống này sẽ có sẵn dưới dạng tiêu chuẩn trên xe hơi ngay từ đầu. Với bảo hành tại nhà máy và AM, hỗ trợ bên đường trong thời gian 5 năm hoặc 150.000 km quãng đường đi được và bảo hành toàn bộ pin 8 năm không giới hạn số lượng. Anh em có thấy Hava H6 đủ hấp dẫn và mong muốn về Việt Nam hay không? Hãy comment thảo luận, cũng đừng quên like, xe đăng ký kênh lên Xe TV nhé!